Cảm ơn anh Tùy với chị Thảo đi.
Nói tao ơi. Không nghe. This is embarrassing. Cái này là của con miệng. Quá vậy? Con này con tặng cho em. That's embarrassing. Rồi. Gì vậy? Gì nữa? Cho quà của Ata hả? Đây còn có nhiều không? Quà của Suka, quà của Suka tặng cho Suna nữa. Con mở cái nơ ra. Đó, của Ata tặng đó. Ừ, con lấy con xé ra đi. Đâu nhiều vậy? What? Mở ra, con mở ra đi. No, I'm not. Đồ cho em. Cảm ơn Ata, cảm ơn ôm, cảm ơn hung cảm nhau. Ủa sao ôm anh lại ôm anh Tuấn với Thảo nè. Tao giận rồi. Mỗi tuổi thằng ôm. Tao giận rồi. Lại ôm anh Tuấn với Thảo, cảm ơn vì mua quà nhanh lên. Để coi ôm không? Có chứ, đó, phải đi đường này nè. Đó. Thấy mắc cười không, có gì mắc cười, ôm Thảo. Ôm gì Thảo? Ôm Thảo. Con cảm ơn, lại ôm đàng hoàng chứ. Mặc thay đồ rồi sao? Em cảm ơn. Ôm anh Tuấn nữa. Ôm anh Chiến, ôm anh Chiến. Thấy mặt mình tới sợ chưa? Ôm anh Chiến ôm lại vậy. Tại quen rồi, lần thứ ba là quen rồi. Đã ta biết cái gì? A nè, chỗ quà của chị hai tặng. Ôi trời ơi, quà chị hai mất công bao nhiêu ngày đêm. Chậm chậm, đọc coi Suna đọc. Đọc coi Suna biết, Suka biết gì trên á. Ở đây. Không biết gì thì đọc cho em. Ở đây. Cái gì? Ghi là cái gì? Suna is best friend of all the time. Of all time. Too. Trời, nghi ngờ lắm à. Thay là suốt vậy. The best all time. Trời ơi, đây vẽ rồi ghi gì trên đây đây? Vẽ gì đây? Suna đó. Thank you, happy birthday, thank you nữa. Trời ơi, chỗ Suka vẽ đẹp ghê chưa này. Đây ghi bên này nữa. Rồi, mở ra đây.